Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Thì hôm nay thì Trang quay trở lại nền nhà của cô An để chia sẻ tiến độ mấy anh thợ làm tới đâu rồi nghe ông bà cô chú anh chị. Thì trong 2 ngày, đây là ngày thứ 3 Trang còn ở chỗ nhà cô An á. Sáng giờ thì Trang đã đi tìm được tôn lợp tôn dừng. Thì đường của cô ở đây thì rất là khó mua luôn đó ông bà cô chú anh chị. Tại cô ở chung những cái vuông tôm như thế này nè, mình tìm được cửa hàng á. Tại mình cũng lạ nước lạ cái xuống đây á, mình đi tìm rồi mình cũng phải dọ nhiều cửa hàng để mình coi chỗ nào giá cả nó hợp lý hơn á. Thì cuối cùng thì Trang cũng đã mua được rồi. Ngày hôm nay thì vô chia sẻ tiến độ, với lại Trang cũng nhận tôn lập tôn dừng với một số cái kẽm. Còn bây giờ thì Trang xin mời quý ông bà cô chú anh chị mình cùng vào trong xem nền làm tới đâu nha. Mấy anh thợ còn đang làm kìa. Bữa nay đổ cát rồi, nó không có dơ, ít dơ ha. Chào cô. Mới xuống bờ lắc mới vô đậm biết. Cô ơi, cô có nước sôi không cho con xin miếng đi. Nấu mì hả? Hầu như 3 ngày ở đây, 3 ngày nay con không có được ăn cơm. Ở đây đâu có bán cơm chay đâu. Không có cơm chay à, cô lụm mấy cái miếng tôm trong đó mở hộp ra. Có mấy miếng tôm á, này là mua mì mặn luôn nè, mình lụm tôm ra mình chế nước vô nè. Cô nối nước sôi giùm con nha. Rồi. Nè, còn cái này là bánh cô Trang gửi cho bốn chị em nè. Rồi. Trời ơi, ổng tưởng nó mua cho ổng ăn kìa. Đó chị Hai mua, cô Trang mua bánh đó cho em ăn với. Con chào mấy chú, chào anh. Ôi, bữa nay chán đây bằng này ha. Im rồi, quá im rồi. Giờ làm nền rồi cũng bằng cát vô rồi vô trơn á. Dạ, cát vô rồi luôn hai chú. Đây công chúa của ai đây? Công chúa của anh đó hả? Ôi ra. Ra thấy xịt nước cái chị ra ha. Ơi, nãy giờ ông đổi cho gùa nó chửi ông đổ mấy lỗ bóp là đổ rồi. Ghê vậy? Con trình giám sát trình mà. Làm cô đi trưởng rồi. Đi trưởng mà. Đó, giờ nãy kêu ba khối nữa mà nó mới chở con xe. Còn thiếu cái xe nữa, đằng phỏ mở mấy đằng kia. Xe máy, chạy không phải xe một con hả? Dạ, thì nền nhà của cô An á, thì hôm trước Trang có chia sẻ với ông bà cô chú á, xây tổng thể hết là mình xây 3 cục rạch rồi. Mình đổ cây đà lên 2 tấc nữa. Tổng cộng giống như là xây 3 viên gạch là 3 tấc rồi, đổ cây đà lên 2 tấc nữa đó bà cô chú. Thì hôm trước thì Trang có chia sẻ cái quy cách mà cái anh Hận làm đổ đà đó bà cô chú. Thì sắt mừng mình cột đai, mình đổ đà vòng vòng khuôn hết để mình bảo vệ cái nền á, sau này có nước ngập á nó cũng không có bị sạt lún hay là nó siêu vẹo gì hết đâu bà cô chú. Còn ở trên đây thì hôm nay thì ảnh đổ cát vô rồi, bắt đầu ngày mai ảnh sẽ chán bê tông, chán bê tông ở trên mặt để kiên cố cái nền của mình. Tại vì ở vùng dưới đây thì nó khác vùng đất ở trên Trang. Trên Trang chỉ mình đào lên một lớp, mình để đá 46 xuống, rồi mình ghém hồ, cái là mình bắt đầu mình xây gạch thôi. Trên Trang thì thường là chỉ xây 3 cục gạch thôi, là tại vì vùng trên không ngập nước, vùng dưới đây thì mình ngập nước. Rồi cái nền thì mình xây 3 cục vậy, mình lên thêm đổ đà nữa thì chi phí nó sẽ cao hơn nền ở trên Trang một chút xíu. Đây. Bữa nay có một đám mưa là mình khỏi dặm luôn nè. Trời chỉ mưa rồi kìa. Mà nãy anh đẩy mấy cái đó vô anh lăn á. Anh lăn này hả? Đó, vậy là cái này là cái hũ lô bằng cơm hả? Lăn gì là cho nó dẻ đó hả? Cũng hay quá ha, suy nghĩ cũng thôi. Lăn nền luôn hả? Dạ, anh vô đây nè anh, em chia sẻ cái nằm nhà vệ sinh nè anh. Đó, mình mới có đào có như hầu như là chưa được 2 lớp len nữa mà nước quá trời nè. Đó, ông bà cô chú anh chị, đây là cái hầm cầu nhà vệ sinh nè. Nó mình đào chỉ mới có 2 lớp len thôi mà nước lên bao nhiêu đó mà cô chú. Cho nên nó là ở đây là mình không có đào hầm được, nên nó là anh thợ thiết kế ra là cái bi như thế này, nó giống như một cái thùng vậy đó mà bằng bê tông luôn nè. Rồi ở đây thì người ta chuyên xài cái này nhiều hơn. Thì những cái nhà mà có những vùng ngập nước thì người ta xài cái này, còn những cái chỗ nào mà không ngập nước á thì người ta mới xây hầm trên Trang. Đó, còn ở đây nè ông bà cô chú. Đó, ở đây là mình nhìn thấy nè, là 3 cục gạch nè. Ở dưới là mình ghém một lớp hồ rồi, rồi xây lên 1 2 3 cục rồi thêm đổ thêm một cái đài ở đây nữa nè. Chừng nào anh mới bỏ này xuống? Lát nữa bỏ hả? Để em coi thử coi em học kinh nghiệm coi. Chừng nào anh bỏ để em học kinh nghiệm coi. Bữa nay mày xuống mày xuống hành này mày tát nước ơi. Tát nước có cá luôn. Có cá vô không?
mưa nè, mấy ngày mưa quá chừng nè, thì đạo muốn nín thở luôn á. Cái nền của em hôm qua, nguyên ngày hôm qua Trang lại mưa, bà cô chú anh chị mưa mà tới chiều luôn á, là vô đây mà mưa còn chìm nhẹp hoài, mà mấy anh họ đổ bê tông ngày hôm qua cũng khó đổ lắm, mưa chút xíu cái mình đổ á cũng sợ nó không có được tốt á, nên bữa nay mấy anh cố gắng làm tranh thủ nè. Lúc xíu đó là cái nền của cô em á, là nó giống như là một cái chủng gì nọ bà cô chú, nó bằng ngang chủng đó đó. Xong rồi cái người em mới chia mới nấc cho cô, rồi cái cô mới múc đất ở đây, cô đắp lên cái nền, thì lúc đó mình vô mình mới thấy được cái nhà cao su của cô mà có được cái nền đất đó. Là lúc trước Trang lại đây là cô mới đắp lên đó, cho nên cái nền của cô á mình phải làm kiên cố một tí xíu, tại vì thứ nhất nè ở đây là dùng ngập nước, cái thứ hai là đất của cô mới đắp á, là mình phải làm giống như cái quy cách ở đây á, thì mình mới bảo đảm được cái sự bền lâu cái nền. Phải múc nước ra, không múc nước ra để xuống nó nổi. Nó bịt tích mà không nổi. Cái bởi vì em nói đó, hỏi nó ngoại có mua con cá gì không, bỏ xuống đó, cái nó tát, cái nó bắt, cái nó có động lực. Thế còn bây giờ nó tát gì, cái nó mệt. Em vô lấy cái xô tát cái phanh đi con. Mình tắt xô không nổi, mình tắt thao, phụ chung với anh. Trời ơi, chị này là chị thợ hồ con nè. Nữa ta đi giáp xét hành trình nữa chứ. Con nhảy xuống tát. Sâu quá. Thước mấy thằng ta? Thước mấy hả? Ồ, thước mấy cao bằng nó rồi. Chơi chút xíu nghỉ rồi, chứ không chơi lâu. Sâu quá, chứ không phải cạn đâu. Cái gì cũng biết chơi. Ngập cái giá đâu mà, ngập cái giá đâu mà. Ơ Phật đâu có, ôi trời, mô Phật. Trời ơi, nó nặng dữ lắm luôn á, bê tông mà. Mình lăn nó nhẹ thôi chứ. Lần đầu tiên thấy cho nên nha, tò mò mới lại xem thử. Hết luôn rồi. Rồi, kiểu này chắc 4 người khiêng luôn á, chứ đừng nói 2 người. Nó xuống nước cái nó hít đất nữa. Nó có nước nhẹ. Đất ở trên dính kìa. Chú lấy cái giò ra nghe chú, ảnh đạp xuống cái rồi sợ dính cái giò chú á. Nhóc lên chạy xuống. Ừ, chém cái cạnh á. Rồi, cái giò ra, sắp nó luôn. Mày đè nó xuống đi, nó cắt cái lưng kia lên. Ừ. Đụng đất chưa, nổ phèo rồi. Đụng đất rồi đó. Cái kia lên nó nặng hơn cái kia đó, thì nó chìm xuống vậy. Ủa cái này anh đục đâm móng vô hay gì? Không có, anh xây dòng ở trên 2 cục, xây lên cục gạch rồi anh mới đi ống qua. À đó, giờ xây tròn theo nó luôn. À. Ống thì ống bọng nó ống kia kìa, ống không đứt nha, lăn cái ống là nặng lại. Này chơi. Lăn cái ống đó, ống nó chồng lên đó anh. Đây, em lăn cho, em lăn nổi nhưng mà em ghim không nổi. Lăn đi lăn nổi nhưng mà ginh không nổi thôi. Chưa nghe là chạy tầm 7 nha. Chạy tầm 7 á. Chỉnh lại. Lấy cái thùng ra. Thôi rồi. Cẩn thận nghe mấy chú mấy anh ơi. Nặng lắm. Thấy đơn giản mà nguy hiểm quá. Tập độ phan từ. Chưa chuẩn bị cho nha. Trời ơi, ông làm ông mạnh lắm không hả? Lật cho nó vậy mình mới xuống được. Lắc qua không? Ừ, đúng rồi. Lắc qua. Trời ơi, trời. Chỉ đạo hả? Lắc qua. Trời ơi, tự nhiên lúc vừa anh lăn lên nó. Cái này nó nhẹ rồi, nó cái này mình sập xuống là rồi. Rồi đây. Phải có người dưới bờ mới được. Em thấy anh để cái cây gác ngang á. Anh hạ xuống từ từ á. Lấy thêm cây nữa cô chú. Lấy cái cây nữa cậu. Chú quá cậu. Mới ấy rồi cái đầu đục cái lỗ. Đâm ống ra ngoài nữa. Hiểu rồi. Đâm cái ống thải. Cái này là cái hầm chứa nè. Cái này là hầm lọc. Cái này nước. Cái này là hầm lọc ha.
hầm lọc, rồi cái hầm này là đi ra ngoài. Hiểu rồi. Anh xây ngoài đó nữa hả? Anh còn phải xây cho bỏ một cái hầm nhỏ ở đây nữa. Là nước lọc thải ra ngoài là như nước trong luôn phải không? Thằng này nó ra đây. Thằng này nó ra đây rồi cái đầu nó ra. Nó mới ra ngoài ống nữa. Cái hút gai đó. Đây còn cái lọc cái hút gai cho nó. Là nó không còn hôi nữa. À. Cái này cũng như cái hút gai vậy, cho nó ra ngoài. Nó đẩy. Để vô đi tôi chỉnh lỗ. Đẩy hầm cầu lại là cái là giống cái hầm cầu rồi đó. Có cái lão luôn rồi đó. Xí quá. Nhìn vô trong cái vỏ lấy cái khối cầu kia. Nó đục ống sẵn luôn ha. Đục cái hầm cầu sẵn luôn. Nó đục hồi nãy quá, chắc đục lỗ khác rồi. Gì? Đục cái lão này ấy quá ta. Đục lỗ khác rồi. Em thấy nó cũng vừa tầm rồi đó, tại vì cái khoảng cách cái nền của anh ra ngoài cũng xa mà, cái nền này ra ngoài cái lu đó cũng xa chứ bộ. Em biết rồi, tức là cái lỗ là để đặt cái bồn cầu á. Nó chở cái bồn cầu qua chưa anh? Chở rồi là anh coi anh nhắm. Thôi là đặt con vinh bằng cầu lại cậu ơi nhé. Đó. Thầu ca đó. Mà nó dép đi không nổi. cũng nhiều chuyện thấy sợ nha. Đi làm gì là ngồi đi theo nhìn. Ôi, được cái xe ton này qua đây được mừng lắm luôn bà cô chú anh chị ơi. Cái dốc nó cao gì nè. Rồi ton nó dài á, còn nặng á. Đi xuống không được không bà cô chú. Lúc đó anh chưa chạy xe được chân à? Lúc em nói đó, chưa chạy xe. Cho nó anh ngồi hay thiệt chứ em lại sợ á. Dài vô được á là mình mua, tại vì người ta quen địa hình đây á. Không biết qua lọt không nữa. Cái cầu có ngang có 1m2 à. Cái cua đó chắc nữa cũng tháo gì nè.
Quá lẹ đi con. Mặt trớn lên. Tại vì cái tàu nhỏ quá, hai người đứng hai bên không được nữa. Bị dính rồi bà cô chú ơi, nãy giờ xe nó tuột quá trời luôn, trời, nãy nguy hiểm lắm luôn á, tuột á. Anh qua bên đó anh néo lại giùm, néo lại giùm. Quá trời mấy anh giao kẽm cực luôn bà cô chú ơi. Nãy giờ qua là mấy cái cầu như thế này nè. Nguy hiểm lắm luôn. Nó tuột xe xuống á. Cái đỡ á. Xuống bây giờ nó còn khó nữa nè, nó nặng á, rồi nó chạy á, rồi hai bên cái cầu nó nhỏ quá, mình không có đứng được, mình vịn nữa. Thua nặng, nó gắt nặng rồi cô chú. Tới đây lại đi không được nữa rồi. Tới rồi ông bà cô chú ơi, mừng quá. Tới nhà còn nguy hiểm. Uống nước kỹ mệt cái đi, hát kinh với anh ơi. Hồng dí lên mai hết trơn rồi. Mừng hết sức luôn rồi. Trời ơi, vô được tới đây em mừng quá trời luôn rồi. Khó khăn. Hả? Thật sự luôn á bà cô chú ơi. Đẹp mà được đưa tới đây là hầu như là mừng, rất là mừng luôn á. Tại vì ông bà cô chú thấy mà Trang mà chia sẻ video á, là có những cái mà Trang bỏ máy, Trang không chia sẻ được để mà đỡ tiếp á. Tại đỡ tiếp á ông bà cô chú, chứ nguy hiểm như lắm luôn. Tại vì cái cầu nó nhỏ, cái cầu nó nhỏ rồi thêm cái nữa là nó không có đường đứng hai bên. Tại vì cái xe xuống là phải có người hai bên vịn lại. Ôi ôi, lật tới lật lui. Cái anh chở hay anh nhẫm bánh xe đầu lên, làm Trang sợ không xỉu luôn nha. Ui.
Dạ rồi em chuyển rồi, từng nào mấy anh ấy xuống rồi mấy anh điện về kiểm tra giùm em ha. À, dạ thì ở đây thì cái tô này ở đây thì Trang mua là tôn Đông Á đó bà cô chú anh chị, thì 1 mét tôn nóc á là 4 gem, thì 1 mét đó là 97.000, thì tổng số mét nóc là 46,8 mét, nhân cho 97 là 4.540.000 đồng. Còn tôn rừng là 2 gem rưỡi là 67.000 một mét, tổng cộng hết tôn rừng của cái nhà của em là 91,4 mét, nhân cho 67.000 một mét là 6.124.000. Ồ, tổng cộng là 13.512.000 đồng. Dạ đây. Cái này là hơn là mấy anh này ảnh đi được cái đường này á, nếu mà không được cái Trang cũng không biết làm sao nữa. Nếu như mà Trang chuyển kẽm xuống đây á, rồi á, cô em cũng không có đàn ông trong nhà nữa, rồi Trang ở chỗ nó rồi không biết cái bữa chuyển nhà xuống đây Trang có đi theo được không nữa, rồi cái nó bị khó khăn á. Rồi sẵn á thì Trang có mua mấy cây ba vuông nè, mặc dù thì giá cả cho đây á thì nó cao hơn trên Trang một chút xíu, nhưng mà Trang mua để mà những cây mà thun luôn á nó dài là mình ít có nói lại, tại vì xe mình chỉ chở được có 4 mét thôi. Đường của cô em là thứ nhất là xe chở là nguyên cái xe tải dài, giống như hồi trước giờ Trang giao kẽm á thì không có đi được, mình phải kiếm xe nhỏ hơn nữa, cho nên cái mét mà mình đi chở được chỉ có 4 mét thôi. Thì Trang có mua thêm là 15 cây kẽm ba vuông nè, một cây thì 130.000 đồng là 1 ly 2, còn cây 48 thì Trang mua 2 cây, một cây thì 262.000. Người ta không biết nói nông dân mà không biết. Trời đó trời nó Trang nhờ mấy anh chuyển qua đây luôn á, chứ mấy anh bỏ mà cái đầu cầu bự hồi nãy đó đi qua không được đó, là đem qua đây đâu có ai đem phụ đâu. Gì nè, rồi cái nó không có xịn miếng nào rồi đó, đỡ lao chứ để tới bữa dựng nhà đi rồi lao cảnh mày thấy. Trời. Cho bao nhiêu nhà nhiêu mét? Ừ, đi ra cho anh dốc tôn vô kìa. Đi ra cho người ta dắt tôn vô nè. Cái nhà bao nhiêu mét? Sao nói vậy? Trời ơi, cái cửa hàng, cái đường đi vô đây lúng, cái cửa hàng vật tư nó cũng bị lúng luôn rồi kìa. Nay cái nhà này là mấy anh giao hàng là tơi tả anh chưa? Lúng cái bánh xe đó rồi giờ không biết sao lấy lên. Tôn dày mà cái ảnh đi bình thường. Nãy mấy chú mà đẩy tiếp á, ông nói lúc anh đi rồi á, ông nói trời ơi tôn cho mà cho dày vậy. Tại vì ta thấy vậy sao mà nó không quặt á. Nó đúng rồi, cái cầu nó chênh vênh quá. Bà có qua. Dạ giờ mấy anh ơi, cho em gửi tiền cà phê mấy anh nha. Bởi làm thiện gặp thiện á. Mấy ảnh đang gửi tiền cà phê mấy anh không nhận luôn. Trời nãy dẫn bánh xe là con bị điếng hộn chân. Nó chạy xe xuống là chạy tay hoài đâu có dừng được. Mới sao xong. Rồi cảm ơn mấy anh nhiều nha mấy anh. Cảm ơn mấy cậu nha mấy cậu. Rồi. Trước khi về thì mấy anh gán giúp phụ dùng cái ông xe hoàng gia hoàng ba đó một cái. Không còn ba này ông chạy về. Ông bị dập lời nó rồi. Tại cái đường lộ quá nhỏ. Thì thằng mấy lính kia nữa. Lính kia
không. Vậy là bây giờ em đang điện kêu xe kia một xe nữa. Rồi cái đó để tính sau đi, còn cái này là tính đầy đủ rồi đó. Ờ, cái nhà này chắc kêu gần 80 to. Rồi bây giờ em trả cho anh là 3.708.000 đúng không? Đúng rồi. Ừ, giờ 4 to rồi nè. Đây em gửi nè. À, anh đừng có mắc cỡ. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. 3 triệu à? 700. Bớt không? Dạ nó bớt thì anh thối. Anh thối em 13.000. Em không có 13 mà chị đưa em 50 em còn đây 242. Đủ ha. Đủ đúng không anh? Thì đã 8 phải không? Mà chị bảy đã 8 phải. Ừ. Đúng rồi. Vì không minh dữ trời. Dạ ngày hôm nay thì to và tư còn thiếu nhiêu thì Trang mua nhiêu, còn ngày mai thì cũng tiếp tục vẫn còn mua nữa đó bà cô chú thấy đó. Cái xe nhỏ xíu như vậy nè mà còn chở lên bờ xuống ruộng nè, đâu có thể nào chở một bên. Còn hồi nãy lúc mà Trang chia sẻ ông bà cô chú anh chị, cái lúc mà xe ton với ton lọt ton dừng nó vô đây là hồn vía lên mây hết ông bà cô chú. Đi tới cái cầu nào là nó mệt thì cầu nấy, nó lên cái rồi nó chẳng bắt đầu lên, rồi nó xuống thì không có dịch được. Nguy hiểm nhất cái cầu cuối cùng này nè, là nó nhỏ quá, thiết thì mới 1m1 rồi, hai bên là 1m1 rồi mà cái cầu có 1m2 à, rồi hai người đứng á, trời ơi nguy hiểm, em sợ là xe nó quật ngang cái thiết nó khúi vô bụng á, nguy hiểm lắm luôn á, sợ. Mà cuối cùng cũng thành công rồi, mừng quá. À. Thôi còn bây giờ mình đi ra ngoài mình coi coi mấy anh làm tới đâu rồi. Đặt giờ còn cái khâu của Trang ở trên kia chuyển xuống, không biết cái lúc mà chuyển xuống đây còn những cái nguy hiểm gì không nữa. Trên kia thì kẽm chắc có 4m không à, chắc cũng không đến nổi đâu. Lại đây thì cũng khá ổn rồi nè. Mưa nó cũng không có sình đất, tại sợ cái bữa lợp mình nó dính sình thôi, khó khăn thôi. Tới đây là bà cô chú anh chị ơi, tại vì cái đường của cô em á phải nằm sau hai cái nhà nữa. Nhà cô là cái nhà thứ ba, nên từ đoạn đường ngoài đó vô đây là chắc đâu đó là cũng có 100m á. Là cát không thể nào mà đổ vô được. Phải mấy anh thợ hồ phải đẩy tiền xe rồi vô đó mà cô chú. Mà đổ vô cái nền này là tổng cộng là cỡ 10 khối cát á, mà đổ bằng xe rùa vậy á, mấy anh rất là cực luôn á mà cô chú anh chị. Đục lỗ rồi đó hả anh? Đục lỗ rồi đó hả? Dạ video thì Trang chia sẻ nền của cô em ngày thứ, đây là ngày thứ ba làm nền, thì đến đây Trang cũng xin khép lại. Trang xin chào ông bà cô chú anh chị, Trang xin hẹn bà cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. Bây giờ thì Trang xin chào ông bà. Đó, con gái thợ hồ chính hiệu thấy chưa, mới có 1 tuổi mấy thôi kìa, đó tầm bay rồi đó. Trời ơi, mỗi bữa cái giò nó dính sình không được á. Cầm bay rồi kìa. Trời ơi, cha lắp lại con móc lên kìa.